Hiện công tác triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đã được triển khai hầu hết ở các điểm tiêm chủng, chỉ còn một số ít các điểm tiêm chủng dịch vụ và các phòng sinh tại các cơ sở chưa triển khai. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có hơn 10 triệu đối tượng tiêm chủng là trẻ em và phụ nữ được quản lý trên hệ thống. Ngành y tế đang tiến tới không còn tình trạng tiêm chủng bằng giấy, giảm tối đa việc sử dụng giấy tờ, sổ sách và thực hiện quản lý các đối tượng tiêm chủng bằng các phần mềm trên máy tính trong thời gian tới dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia sẽ phối hợp với các đơn vị trong việc rà soát lại hệ thống sổ sách báo cáo và cập nhật vào hệ thống để thuận lợi hơn cho các cán bộ trong quá trình sử dụng và quản lý hoạt động tiêm chủng